cũng hơi nhát. Mà xưa giờ mình có được hôn chưa? Chưa luôn. Trời ơi. Em rất là thích chị và em nghĩ là nếu mà ba em thấy chị thì ba em cũng rất là thích. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu cho bạn bên kia nghe luôn nha. Em tên Ngô Thanh Phong. À, năm nay em 25 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, thiết kế lập trình website. Bạn quê đâu? Dạ em quê ở Bến Tre. Bến Tre. Bến Tre, nhưng mà hiện tại quê nhà em á thì ở Đắk Nông. Tức là quê Bến Tre nhưng giờ cả nhà mình sống ở Đắk Nông. Dạ đúng rồi. Bạn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Rồi, mời bạn. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Hương Linh ạ. Chào mọi người. Dạ, em tên là Ngọc Ánh, năm nay em 24 tuổi. Em ở Tiền Giang ạ. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên tư vấn ghi danh ở trường ngoại ngữ á chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh thì có thể là nấu ăn được, còn điểm yếu thì hay nhút nhát. Rồi mời bạn trai. Em nghĩ là em cũng hơi nhát. Nhát luôn hả? Rồi dạ, hai người cùng nhát. Khi mà quý vị làm quen bạn gái thì em không biết nói gì. Nhắn tin là hầu như là em chỉ hỏi qua lo hỏi thăm vậy thôi, chứ em không biết kể chuyện vui cho mấy bạn gì. Mình nhút nhát vậy rồi mình trải qua được mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa. Lúc mà thời gian đi học á thì em thường để ý mấy bạn lớp phó học tập hay là lớp trưởng. Mấy bạn đó vừa xinh mà vừa học giỏi. Còn mình thì mình học dở, mình không có đeo đuổi được. Tức là đó giờ bạn đeo đuổi không? Chưa có một mối tình nào thực sự hết. Dạ đúng rồi. Còn trong trắng. Trong trắng thơ ngây. Chúc mừng bạn. Em thì có để ý một anh là lúc mà đi học sinh viên á thì có thích một anh đó, nhưng mà do tại em nhát quá cho nên em không có thổ lộ cho người ta biết á. Cái anh đó có bạn gái là anh không biết. Đúng rồi. Sao giống bên kia quá vậy? Rồi còn mối tình nào nữa không? Dạ không, chỉ có một. Cũng một mối tình vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là cũng chưa có mối tình nào chính thức. Đúng rồi. Vậy hôm nay là mình quyết định chính thức nha. Quyết tâm nha. Hồi xưa giờ mình có được hôn chưa? Chưa. Dạ chưa. Trời ơi, có chưa? Thời quá. Chưa anh. Chưa luôn. Chưa. Chưa anh gái rồi. Trời ơi. Hay quá. Hay đó. Ấy là có chuyện mình vui rồi đó. Khi mình hôn bạn gái mình thương yêu á, mình cảm giác sao? Thử cảm giác thử coi. Cái này không nghĩ ra được. Không nghĩ ra hả? Không nghĩ ra. Trời ơi, một người 24 tuổi, một người 25 tuổi chưa hôn lần nào. Mình có kiểm tra giới tính mình chưa? Này em nghĩ là chắc chắn là em là nam mà. Chắc chắn là nam rồi. Có khi nào đọc sách về tình yêu để tìm hiểu này kia không? À thực ra thì em đọc sách về chuyên ngành của mình, không có khi nào đọc sách tình yêu. Thấy chưa? Không phải là đọc sách tình yêu tìm hiểu để mình chinh phục đối phương thế nào chứ. Chị vẫn thắc mắc là trước giờ mình cũng duyên dáng vậy mà sao không ai đeo đuổi mình? Dạ, thực ra là có một số anh thích nhưng mà em không có thích á. Sao vậy? Cái tiêu chuẩn em cao quá hay sao? Dạ chắc cũng tại một phần là em hay khó tính trong việc chọn bạn trai. Rồi em đặt ra cái chuẩn, cái mẫu người bạn trai em cần tìm là như thế nào? Em thích bạn nam của em cao, ngoại hình thì mũm mĩm dễ thương. Mũm mĩm hả? Có mũm mĩm không? Bên đây cũng hơi mũm mĩm. Rồi gì nữa mà em? Không hói. Thế là em hơi hói chút. Hơi hói? Hơi hói được không bạn? Hói nhiêu phần trăm? 20%. Hói cũng 20-30% để tôi qua hỏi cô này coi vụ hói nè. Anh dạ. Chào em. Mỗi lần nghe hói là anh khó chịu à. Má hói mắc mới gì cũng hết. Mấy người hói là thông minh lắm á. Mấy người hói là người ta dễ thương lắm. Mấy người hói chung thủy lắm. Mấy người hói nói chung là sâu sắc lắm. Đâu vậy cái thông tin hói chung thủy với sâu sắc ở đâu ra vậy? Tự anh nói. Có gì nữa không em? Nói luôn cho anh Linh anh kiểm tra nha. Đẹp trai. Đẹp trai, có đẹp trai. Khá đẹp trai lắm hả? Đẹp trai cỡ ai em nói đi. Em có hình tượng nào không? Đẹp trai cỡ Linh. Cỡ anh hả? Trời ơi. Vậy là mình cũng đẹp trai hả? Cảm ơn em nha. Giờ anh mới biết. Đó là thấy bạn nó chủ động nên là quan tâm mình hơn. À rồi, cái này bạn này chưa có đâu. Anh sẽ đốc thúc cái chuyện đó chưa? Rồi, cảm ơn em, dễ thương quá. Chị với anh Quyền Linh đây là hỗ trợ hai bạn. Không quen được thôi. Trời bên kia rù rì cái gì vậy? Dạ, càng dễ thương em càng không. Dạ, chị ông nói lớn lên xíu coi, nói mà rù rì không nghe được cái gì hết. Dạ. Bên kia dễ thương lắm, em cảm nhận sao anh nói vậy đó? Dạ em cảm thấy dễ thương là em thấy tự ti rồi đó. Tự tin rồi đúng không? Tự ti anh. Tự ti hay sao tự ti? Tại vì xinh quá thì em không theo đuổi được. Trời đất ơi. Trời ơi gì mà gì phải tự tin lên chứ. Có anh bên cạnh, có gì anh lo cho. Đây nè, bình tĩnh tí nè, tướng tá cao ráo đẹp trai. Đúng rồi. Lỗ tai này rất tốt, mai mốt rất giàu. Hơi đói chút thôi. Đâu có hói đâu, anh Linh cứ dù dập nhỏ hoài. Quay. Dạ, không có hói, được. Có hói chút, hói thì mình nói hói đi. Đâu anh sợ. Anh nói kìa. Hả? Cái này người ta bằng anh nè, không có hói.
người ta khen anh đẹp trai, có nghĩa là bên đây cũng đẹp trai. À vậy nó đẹp trai hơn tôi. Rồi. Dạ. À bây giờ em có cái gì không thích ở người bạn gái không? Thật ra thì em thích mấy người gọi là đơn giản, truyền thống, người của xã hội quá em không thích lắm. Hỏi ý là em không thích chị đó, ngắn gọn vậy để cho nó dễ hiểu. Được rồi. Đẹp trai, cao to, được. Nói gì hồi mở lên ta thấy hói người ta la tôi nữa. Nữa. À bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi cô gái bên kia thế nào nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với em ruột em. Em ruột hả? Đó em gái ruột ta dễ thương vậy đó. Trời biết anh ta dễ thương thế nào rồi. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. À. Và em chào chú Quyền Linh. Dạ chú chào em. À, dạ em chào chị Ánh ạ. À. Trước tiên em gặp chị Ánh thì em cảm thấy rất là ấn tượng. Thứ nhất là em ấn tượng thì chị Ánh rất là xinh, chị Ánh rất là dễ thương. Và ấn tượng thứ hai của em dành cho chị Ánh đó là chị Ánh là người Tiền Giang. Thật sự thì cái gốc của ba em là người Tiền Giang, cho nên là ba em rất thích những cái người con gái ở miền Tây, ở Tiền Giang, ở Bến Tre, đại khái vậy. Tại vì đó là những cái người mà khá là truyền thống, cho nên là em rất là thích chị. Và em nghĩ là nếu mà ba em thấy chị thì ba em cũng rất là thích. Hôm trước khi đi thì ba em có nói là khi nào phát sóng để ba em đón, ba em xem. À, và anh hai em thì em xin phép được thanh minh giúp anh hai em là thật ra anh hai em không có hói đâu, anh hai em chỉ là trán hơi cao. Với lại là trước khi đi gặp chị Ánh thì anh hai em chuẩn bị rất là kỹ. Anh hai em đi làm xong là cắt tóc liền. Cái bó hoa mà chuẩn bị lát nữa chị Ánh sẽ được nhận, đó là cái bó hoa mà anh hai em tự làm. Anh em không muốn tự mua để thể hiện cái thành ý của anh hai em đó. Con gái dễ thương quá chừng à. Nay làm gì ba người mặc quần áo giống nhau vậy? Dạ, thật ra thì ba tụi em mặc đồ giống nhau vì lý do là được gọi là bầy em gái đi theo á, cho nên là tụi em rất là chỉnh chu. Trời ơi, thấy quan trọng ghê chưa, lo cho anh hai anh hả? Trai thì đi cắt tóc ha, ba cô em gái đi theo chỉnh chu đồng phục luôn. Cảm ơn em nha. Bên kia đi với ai vậy? Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. À. Em chào em. Chú Quyền Linh ạ. Dạ chú chào em. Em chơi với chị Ánh cũng khá lâu rồi nên em cũng hiểu rõ cái tính của chị. Chị cũng khá hiền. Những cái đặc điểm mà những cái khuyết điểm mà anh nói như là hói hay là hiền anh nhút nhát á thì cái đó không sao đâu. Chỉ nói như vậy thôi. Em nghĩ là anh chị nên cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu. Mình thấy là cặp đôi này thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 90% ạ. Con số em. Con số quá cao ha. Thôi kéo màn. Kéo màn lên. Không gian này là của các bạn. Xin mời. Anh có hả? Chị không được đón nhà. Dạ cảm ơn anh ạ. Hát bài tặng bạn nữ cho nó không khí đi. Anh gặp em giữa trời đông buốt giá, mắt ta nhìn từ đã quen từ lâu. Em cười tươi như màn trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cánh ra muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Thấy em cũng cười rất tươi không? Hiểu không? Hiểu. Hiểu. Rồi cảm nhận thế nào? À, anh thấy em nói chuyện rất là dễ thương, hay dịu dàng. Xinh như xinh. Hả? Tại vì em run quá cho nên là không có nhớ được gì. Mình cứ nói những cái gì mình suy nghĩ thôi các bạn, không cần nhớ gì hết á. Tại vì mình cái gì mình chậm thích ứng lắm, mình cũng hay nói chuyện cũng dở nữa, cho nên nếu mà nữ thông cảm được cho mình thì mình nhất định sẽ nói chung chung thủy. Nếu mà nhắn tin thì mình nhắn tin rất là dở, còn nếu mà gặp hay là nói chuyện điện thoại thì mình dễ nói chuyện hơn. Không có cần nhắn nhiều, chỉ cần nói là anh yêu em, anh yêu em, nhắn hoài tràn ngập luôn, có gì đâu. Mình muốn là cái mối tình giữa anh với em nó sẽ bắt đầu từ từ, từ bạn bè, rồi nói chuyện nó rất là tự nhiên, rồi từ từ tình cảm nó sẽ nảy sinh lúc nào mình không hay luôn. Rồi lúc đó là mình thân nhau, rất là thân, rồi lúc đó chuyện mà cưới nó cũng rất là dễ dàng, chứ không phải là vù dập như những cái cuộc tình mà người giống như cuộc tình khác. Ra lúc nãy nói không thích hói, nhưng mà mình anh thì cũng không có hói lắm. Em thấy anh có vẻ là hơi chững chạc xíu, cũng dễ thương. Thấy có hợp với mình không? Cũng hợp. Cũng hợp. Em có mong muốn ảnh làm gì cho mình không? Sau này thì em rất là cần cái sự quan tâm, chăm sóc nhiều. Thì anh sẽ cố gắng, mặc dù anh cũng hơi bụng về, nhưng mà anh nghĩ là quen từ từ rồi anh sẽ tập làm quen, rồi anh sẽ tự mình rèn luyện mình. Với một người xinh đẹp thế này thì anh nghĩ rằng là em sẽ tập trung hết sức mình để chăm sóc,
ha, không có vụng về nữa đâu. Bạn gái thích một người bạn trai chủ động thì em định sắp xếp tổ chức một cái buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai bạn là như thế nào? Em anh sẽ mời em đi uống nước để mà mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Lúc đó anh sẽ quan tâm em giống như là một người bạn hay là một có thể là một người anh trai hay người gì kỳ vậy? Không, đại khái là em muốn bắt đầu từ đầu tình bạn nó từ từ đi lên, nó sẽ tự nhiên thoải mái mà. Bấm nút này là đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Dạ. Chứ không phải là anh trai em gái hay là bạn bè. Dạ. Anh chỉ sợ là quá cho bạn nữ thôi, tại vì em thấy là con trai thì nói chung là cũng hay quá lố một xí. Còn em thì em thích là em thích cái tự nhiên nó nhẹ nhàng, cho tạo cho các bạn nữ cảm giác nhẹ nhàng thôi, bình thường thôi, không cần quá phô trương rồi dễ làm cho bạn nữ sợ như những cái lần mà em quen trước đó. Thì thật sự là anh cũng muốn tiến tới lâu dài, anh chỉ sợ là anh không có mang lại hạnh phúc cho em thôi. Nếu mà có quen được em thì anh quá hạnh phúc. Thì anh phải quyết tâm đem lại hạnh phúc cho em chứ sao mà anh sợ anh không mang được hạnh phúc cho em. Nào, bây giờ tôi bạn tạo điều kiện thế này trai, ha, để chúng ta cảm nhận gần gũi nhau hơn nữa. Đứng lên bạn. Nào, chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận. Đấy, nắm tay. Rồi, nhắm mắt lại. Mạnh mẽ lên. Nào, bắt đầu. Quyết tâm. Anh quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em là anh gái. Anh đợi tí nữa bạn. Sao bà liếm liếm nha. Về vị trí ngồi. Ngồi đây với bạn. Phải mạnh mẽ trong tình yêu ha. Dạ. Cố gắng lên em gái á, em phải nói nhiều với anh trai nữa. Anh nghĩ rằng em gái của em rất là thông minh, rất là năng động đấy. Nhớ nha hai bạn, suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đã có vài phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù chưa có phải là tìm hiểu cái gì sâu sắc, nhưng cũng đủ để chúng ta kiểm tra lại xem cái cảm xúc của mình. Các bạn đang đối diện với người thân, ba mẹ, ông bà, hàng xóm và hàng triệu khán giả. Trái tim chúng ta không cùng chung nhịp đập, không có cảm xúc, chúng ta không nên bấm. Để cho nhiều người có điều kiện hăng bấm. Còn nếu cảm giác một nửa đó có thể thuộc về mình, hãy bấm các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Tại sao bạn gái không bấm? Em thấy là em có thể là em gái của anh. Có thể chưa cảm nhận được một nơi để có thể là có bờ vai bướm chải để mình đúng không em? Anh cảm nhận đây là một chàng trai rất tốt em. Nếu như anh là em, anh sẽ bấm đấy. Một chàng trai rất là thông minh nhưng mà có thể anh hơi nhát và chưa biết cách để chia sẻ thôi. Không có thể hiện được cái điều mà anh đang nghĩ. Hồi nãy có lẽ do em nói chuyện bằng em gái này kia đó. Tại em đề nghị á, muốn làm em anh trai thì người ta mới nhận làm em gái đó. Không có quyết tâm. Tiếc quá, một cặp đôi rất là đẹp. Thôi, vậy thì chúng ta hãy để nút bấm đó cho nhiều người. Hàng triệu người đang xem chúng ta. Có đôi khi họ sẽ bấm cho em trai, có đôi khi họ sẽ bấm cho em gái. Chúc chúng ta có một nửa yêu thương một ngày gần nhất các bạn nhé. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Tiếc quá, cố gắng mạnh mẽ lên nha em trai. Anh thấy em là một người bạn lĩnh đấy. Nhưng mà cố gắng mạnh mẽ trong tình yêu hơn nữa. Chúc thành công nha. Dạ, cảm ơn. Ưu điểm của em là sống có tình, sống phải biết ơn, sống là phải có mục đích. Ngoài ra đôi khi nóng tính. Không thích bạn trai nóng tính quá. Bạn còn làm gì nữa không? Dạ vâng, em còn kỳ game ạ. Em chơi game đến nỗi mà bây giờ em làm ban quản trị của cái web game. Trời ơi, trời ơi. Cảm giác thấy thương cho hai người sao đó. Thực sự họ là của nhau đó. Nhưng một người cũng chưa mạnh mẽ quá, còn người kia cũng hơi lo. Bởi vì mình tìm một người chủ động nhưng mà người này cũng chưa chủ động lắm. Thôi thì cái nhân duyên nó như vậy. Ông mai bà mối cho chúng tôi cũng rất là buồn. Nhưng mà các tụi Nguyễn Linh đều rất là trân trọng sự quyết định của tất cả những người tham gia chương trình. Bởi vì họ quyết định cho hạnh phúc của mình. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Mang. Mời bạn trai. Mời bạn gái. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình nha. Chào vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn nữ bên kia bức màn. Và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường cao ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tâm, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì? Dạ vâng, em hiện tại là nhân viên kinh doanh cho một công ty cơ điện. Ngoài ra em có một tiệm internet
tại nhà. À. Cái gì tại nhà? Internet. À, tìm internet tại nhà. Rồi, mời bạn gái. Em tên là Lê Trần Phi Phụng. Em năm nay em 25 tuổi. Em làm là nhân viên quản lý đơn hàng. Nhưng mà mới đầu thì em làm bên nhân viên quản lý đơn hàng thôi. Sau đó là cái chị giám đốc chị thấy em giỏi vi tính quá. Cái chị nói là thôi em làm luôn thiết kế đi. Nhưng bây giờ em là sẽ làm thiết kế cái mặt hàng kệ tủ mà lắp ghép kim luôn là quản lý đơn hàng. Quê em ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai chị. Đồng Nai, hiện nay mình đang làm việc ở đâu? Dạ hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok. Tiệm net của bạn thì bạn quản lý luôn à? Dạ vâng ạ. Ngoài tiệm net là chơi game, là tất cả cái máy móc là sửa chữa là em đều làm được hết. Làm được hết luôn? Dạ vâng ạ. Bạn có chơi game được không? Dạ có ạ. Hồi đó chơi giỏi không? Dạ giỏi, dạ giỏi. Có là game thủ không? Có. Trời ơi dữ ha. Ở bên kia còn có chơi game không? Bạn ơi, bạn có chơi game không bạn ơi? Có. Bên này giỏi vi tính mà, thế nào em ngồi trên máy là có chơi à? Em chơi game cũng phải 8 năm rồi. Chơi đến nỗi mà bây giờ em làm ban quản trị của cái web game. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ là hiện giờ là cũng còn đang chơi hả? Dạ đúng rồi. Rồi ngoài cái vụ chơi game ra là điểm mạnh điểm yếu của mình còn cái gì nữa không? Em thì rất là giỏi vi tính. Từ vi tính văn phòng đến có thể là em có thể là cắt ghép âm thanh, video. Rồi em có thể làm sub, ví dụ phụ đề một số phim hay cái gì đó thì em có, vẫn có thể làm sub được. Hoặc là karaoke gì đó thì em cũng có thể làm cho nó chạy chữ như vậy được. Oh, cái đó thì chủ yếu là em tự học. Kiểu như là em thích thì em học thôi. Bạn gái hơi giỏi á, còn bạn trai trong tiệm net ra ngoài cái chuyện thu tiền net ra rồi sửa chữa máy rồi bạn còn làm gì nữa không? Dạ vâng, em còn cày game ạ. Hả? Cày game. Cày game là sao? Dạ vâng, để cho nó máy nó chạy không anh. Rồi còn tiệm net còn có mua bán gì không? Dạ mua bán thì đa số là bán nước ngọt với mì gói. Ai bán? Dạ em bán. Nước ngọt bạn khui thì dễ rồi. Mì gói nấu ai nấu? Em nấu. Giỏi quá ha, vừa kinh doanh nấu mì vừa tôm bán luôn mà. Kiếm thêm nữa. Thôi mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi bạn. Dạ vâng, ưu điểm của em là sống có tình, sống phải biết ơn, sống là phải có mục đích. Và nói về tính cách của em là em vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt em rất là uy tín với người khác. Ừ. Nói về nhược điểm thì em hay lười. Ngoài ra đôi khi có một lúc nào có nóng tính. Anh nghĩ không lười đâu, nếu mà người đi nấu mì tôm mà bán luôn là không lười đâu. Thôi bây giờ hai game thủ mình giao lưu với nhau đi. Chắc là có mấy bạn có nhiều điểm chung để nói chuyện với nhau lắm, mình tự tìm hiểu nhau đi hai bạn. Hỏi đi, em nhược điểm cái điểm em ơi. Chủ động đi em. Ưu điểm em là gì em ơi? Em có ưu điểm hả? Là rất là hòa đồng, vui vẻ. Nói cũng hơi nhiều một chút, nhưng mà đôi khi nói nhiều, nói nhanh quá thì thành nói dại. Nhược điểm của em là rất là buồn đường. Thí dụ một con đường, lúc đi nó khác, về nó khác, lúc sáng nó khác mà lúc tối cũng khác nữa. Không sao em ơi, có anh rồi, anh chỉ đường cho em. Với lại em thức hơi khuya, tại vì em cũng chơi game nhiều. Vậy em cảm nhận về anh bên này như thế nào? Cảm nhận của em như thế nào bên này? Rất là vui vẻ, hòa đồng. Anh cũng lanh lợi lắm á. Dạ. Bây giờ thôi mình trao đổi chút xíu về chuyện tình yêu đi. Bạn gái bên kia, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Coi như là hai đi. Tại vì có một mối tình là quen nhau chắc được mấy ngày. Thôi bỏ qua đó. Có mấy ngày hả? Còn yêu đầu thì em quen hồi năm nhất đại học. Thì quen nhau được 6 tháng thì thấy không được nữa thì chia tay thôi. Nói chung là cũng chưa có cái gì sâu chưa đậm ha. Chưa có gì sâu đậm lắm. Bạn trai. Dạ vâng, em trải qua hai mối tình. Cứ một mối tình là khoảng hơn năm. Do chia tay là không hợp về tính cách. Dạ. Mối tình thứ hai mấy năm? Mối tình cũng một năm anh. Cũng một năm luôn. Dạ vâng ạ. Cũng không hợp về tính cách. Trời ơi, sao cái nào cũng không hợp tính cách vậy? Tính cách của em sao mà không hợp hoài vậy? Dạ. Tại vì ngày nói về lúc đấy là quen khoảng 18 tới 20. Còn mình còn tuổi trẻ, mình còn nông một, với lại mình quen cũng nhỏ hơn nữa. Chắc em lo chơi game không chị? Thì... Dạ đúng rồi chị ơi. Lo chơi game. Thấy chưa, biết ngay mà. Dạ. Còn ham chơi không? Dạ hết rồi. Hết rồi ha. Dạ. Rồi coi như tình trường là hai người cũng chưa có nhiều kinh nghiệm gì hết. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai mình trong tương lai, mình là tìm để mình tiến tới hôn nhân là người như thế nào? Em thì rất là dễ tính, em cũng không có một cái hình mẫu lý tưởng cụ thể nào hết. Nói chung là chỉ cần chín chắn một chút xíu, đừng có nhoi quá, thì tính em nó cũng hơi nhoi. Đừng có gia trưởng. Được rồi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Đơn giản vậy? Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em hả? Không thích bạn trai nóng tính quá. Với lại đừng hút thuốc. Thí dụ lâu lâu tụ tập bạn bè nhậu nhiệt thì ok, không sao hết. Em ơi, em cảm thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn gái? Dạ vâng, em đáp ứng khoảng 99% vậy. 99% vậy. Ghê vậy. Tự tin ha. Tự tin vậy. Còn em yêu cầu em thế nào? Em thì muốn bạn nữ là thứ nhất là phải biết nấu ăn. Thứ hai là phải cao trên 1m55. Còn về cái ngoại hình là em muốn cái khuôn mặt là có cái nụ cười tươi. Hoặc là nếu mà ngoài ra nó có thêm những cái điểm như là lúc đồng tiền hay là răng khểnh giống giống chị Cát Tường thì được rồi. Chị đâu có răng khểnh. Không, nhưng mà chị có lún gì ơi.
Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ vâng, nếu mà em không thích người nói nhiều. Em thấy em nói nhiều lắm, nói nhiều lắm. Mà bớt là được không em ơi? Dạ được. Vậy em thấy em hợp với anh nhiêu phần trăm? Khoảng 90%. Trời đất ơi, sao hai người đương số cao dữ vậy? Em hình dung bạn trai bên này là như thế nào? Nãy giờ trong đầu óc em nghe nói chuyện, em tưởng tượng nghe giọng nói, em hình dung ảnh như thế nào? Có vẻ hơi nhỏ con một chút. Hơi nhỏ lắm. Anh này có chút xíu à. Rồi sao nữa? Cũng hơi trẻ. Nói chung là khuôn mặt ý là trẻ hơn tuổi à. Em nghĩ là vậy. Mặt trẻ hơn tuổi hơn. Em nghĩ vậy. Này chắc già hơn tuổi quá. Thôi chờ chứ chút xíu em gặp em sẽ biết liền. Vậy thôi phải không? Không nhỏ con ha. Chào chị. Hả? Nhỏ con quá ha. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Nếu mà nhanh thì khoảng 1 năm, chậm thì khoảng 2 năm. Tại vì em muốn cho cái sự nghiệp nó ổn định á. Bây giờ chưa ổn nữa hả? Thấy giờ ổn rồi mà. Em muốn ổn hơn nữa. Ổn hơn nữa. Tiệm net đó là em thuê hay là của em? Là của em anh. Nhà của em luôn. Nhà của em luôn. Ồ, dữ hả? Nhà ở với ai? Ở riêng hết rồi ạ. Ở riêng hết? Dạ vâng. Nhà ở mình? Dạ vâng. Nhưng mà trong khuôn đất là ở chung với ba mẹ anh chị em. Một mảnh đất là chia bốn. Dạ vâng. Sổ riêng hay sổ chung? Sổ chung. Chừng nào tách sổ? Chắc hơi khó. Giờ khai thật đi, mình còn cái điểm xấu nào nãy giờ mình chưa nói không? Chắc hết rồi chị ơi. Chỉ có lười là nhiều đó. Lười. Lười hả? Dạ, hay ngủ nướng đó. Sáng mấy giờ tiệm net mới mở cửa? Dạ 6:30. 6:30 mà ngủ nướng gì? Không, em mở cửa xong anh đi ngủ tiếp ạ. Người ta vô ta chơi rồi ta, ai tính tiền, ai bán mì? Thuê người coi. À, có thuê người coi nữa hả? Dạ, vâng ạ. Nhưng mà nói thiệt, bây giờ tương lai mình có định phát triển thêm cái gì để ổn định cái kinh tế của mình? Mục tiêu của em á là năm sau em sẽ phát triển thêm 1 tiệm nữa. Cũng vẫn là trên cái con đường game đó. Dạ, mình vâng ạ. Mở rộng ra thêm thôi. Dạ, đúng vâng. Không? À, như vậy cũng hay. Được. À, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh ha. Đúng rồi. Rồi chúc bạn sẽ thành công, rồi vài năm nữa là thêm vài cái tiệm nữa. Dạ vâng. Nãy giờ chị khai thác là cũng giúp em đó, để em nhận xét ha. Em nghe coi đàn gái sao nha. Ồ, chào đàn gái, game thủ ha. Quá dữ luôn. Nãy giờ anh nghe em nói là em là người phụ nữ hiện đại rất là thông minh á. Em có tính hay ghen không? Dạ không ạ. Không ghen? Dạ. Nếu phải về làm dâu tiệm net thì em thấy như sao? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề luôn à. Em nghĩ khoảng, nếu anh này đồng ý thì khoảng bao lâu mình đám cưới? Em nghĩ là chắc cũng khoảng 2 năm. Tại vì em cũng là muốn về độc lập kinh tế. Thì em không muốn phụ thuộc về chồng nhiều. Em có thích sự lãng mạn không? À, có ạ. Có. Được rồi. Cặp này là thấy xứng đôi. Em gái bên kia rất là dễ thương đấy. Hôm nay mình đi với ai không em? Dạ, em đi với mẹ, dì, với bạn. À, có mẹ có dì nữa hả? Dạ, chào cô. Đây là mẹ, còn đây là dì. Phụng ơi, theo dì thấy thì cậu này rất là, nói chung là từ cái tính cách và những nói gì dì thấy giống ý con. Chơi game rồi ngủ nướng rồi nằm biết gì thấy cũng giống đó. Cho nên dì mong con cũng cứ hẹn hò đi ha. Còn về riêng cậu á thì dì mong là Phụng nó có một cái rất là lạ, đụng vô thì Phụng không thích. Nhà mà em Út mà đụng vô nó cũng la nữa đó. Không, nhiều khi em Út đụng vô la chứ trai đụng không có la vậy. À, cũng nghĩ là vậy. Báo trước bấm nút là phải nắm tay, phải ôm hôn nhau đó. Hai người nhà của em trai đâu? Dạ vâng, em đi với Trường Phong và những người bạn ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn Phụng. Nãy giờ thì thấy hai bạn trao đổi là mình thấy hai bạn rất là hợp rồi. Thì hai bạn về đi là có kế hoạch sẵn đó, là mỗi một người một cái tiệm net. Rồi mình cứ vậy vào mình đấu game với nhau là mình thấy rất là ok. Và hy vọng là hai bạn cứ cho nhau cơ hội rồi nghiêm túc mà tìm hiểu nhé. Rồi cảm ơn các bạn. Mình kéo màn lên đi. Em sẽ chủ động nha. Dạ. Nào. Bây giờ em qua em nắm thử luôn đi. Chào em. Chào anh. Hai gương mặt này giống nhau ghê nha, giống như là có số phu thê vậy đó. À quên, anh quên rồi. Ăn món quà đặc biệt không? Nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện nha. Em thấy anh sao? Không nhỏ như tưởng tượng. Em thích ăn vặt không? Có, em ăn vặt rất là nhiều. Em bình thường là em ngủ bất chấp mà ăn cũng bất chấp luôn. Dạ, vậy là chùm của anh đó, anh là chuyên gia ăn vặt từ Sài Gòn về dưới Biên Hòa, Bình Dương. Anh đều biết tất cả quán. Nhìn tướng anh là biết rồi, đâu cần giới thiệu. Em sẽ thiết kế buổi hẹn hò đầu tiên thế nào em trai? Thì nếu mà cơ hội gần nhất á thì mình có thể hẹn nhau vào cuối tuần. Mình có hai em đi xem phim á, mình đi xem phim. Không bỏ cái gì thôi. Trời ơi, mình tổ chức đi.
Tổ chức cái gì đặc biệt ấn tượng một chút lãng đi. Mạn mà cô ấy rất thích lãng mạn đó. Nếu mà em muốn lãng mạn thì chắc phải đi xa ngoài thành phố, hoặc là biển, hoặc là lên xa tí nữa là lên Đà Lạt. Đi bằng gì? Xe máy. Rồi làm cổ ngồi đằng sau rồi đụng nhau cổ nổi da gà rồi sao? mặc áo dày dày chút thì được. Yeah. Rồi suy nghĩ thật kỹ, mỗi người nói một câu gì đó thật trong lòng mình đang nghĩ gì, một câu tỏ tình, một câu bày tỏ cảm xúc để chúng ta quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai. Anh thấy là mình tới đây là cũng có là một cái duyên rồi, hãy nên trao nhau một cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau, có thể mình tiến xa hơn nữa, có thể về chung một nhà. Gật gật cứ chờ, sau 3 tiếng đếm sẽ biết kết quả. Rồi nãy giờ mình nói chuyện chơi vui nha, bây giờ là kết quả. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, chiêm nghiệm những gì đã trôi qua nãy giờ, xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình hay không. Suy nghĩ cho kỹ, cảm giác là tim mình rung động thì bấm nút, không rung động thì không bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Rất nhanh. Chúc mừng. Rất là quyết liệt. Em trai bên đây rất là quyết liệt. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ thì không còn ngại ngùng gì nữa. Con xin gì với bác? Cho con không được hung em một cái. Bắt đầu thủ tục. Ổn mà đúng không em? Dạ, ổn. Ổn không? Ổn. Rất là dễ thương, một cặp đôi mà chúng tôi hy vọng rằng là sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi đây. Hey, vé xem phim giống nãy bạn nói đây. Hệ thống cùng đạp Cinebox 212 đi sẵn đang chờ đón các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là món quà dành cho hai bạn. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho tất cả các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Thôi, nào, mong hai bạn cho bạn gái đi bạn. Đi xem phim nha. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Da dịch chỏ không? Chuyên gia dịch chỏ không? Chuyên gia dịch chỏ không? Được coi. Nhất á, là không chuẩn bị là tiền cho bác sĩ á. Thứ hai nữa tả với tả cho em bé với quần áo á. Đó, thứ ba nữa là phải hỏi vợ ăn gì để bồi dưỡng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Anh này hơi thiếu ăn nha. Được rồi, hôm nay sẽ đãi anh ăn những món rất là ngon. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của mình vào rồi mình bắt đầu câu chuyện nha. Rồi, mời em gái. Rồi, ngồi xuống đi em. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ hai bạn về vị trí của mình rồi ha. Bây giờ sẽ giới thiệu lớn lên để cho người bạn bên kia có thể nghe rõ những thông tin của mình. Em trai giới thiệu trước. Anh tên Phan Hữu Nhân. Anh 30 tuổi. Hiện tại anh đang làm việc công ty Quang Phương bên ngành nâng cấp xe máy. Quê ở Quảng Ngãi nhưng mà sinh trưởng ở đây. À, giờ đang sống với ai? Đang sống với chị em. Cha mẹ thì mất hết, nhà có hai chị em thôi. À, là giờ sống với chị. Dạ. Chị có chồng chưa? Chị có chồng và có một đứa con. Rồi. Em mai mốt là lấy vợ rồi ra riêng hay là ở với chị luôn? Ở chung. Nhưng mà không bên sát bên có nhà chị hai bà đó ở. Rồi còn cái nhà mà đang ở là nhà của ai? Nhà của mẹ. À, là ba mẹ để lại. Mẹ để lại chứ ba thì không có. Ba thì có đường 12 mà ba mình bên nội bán hết rồi. À, còn nhà đó của mẹ để lại. Dạ. Nói gõ cái thật mẹ. Thà dễ sợ luôn, nhà bự không? Nhà nằm đường nhà, nào? Nhà nhỏ nằm ở bây giờ nó đổi thành Dương Bạch Mai rồi. Đối diện ủy ban quận 8 luôn. Rất là thiệt tình. Là bộ hỏi vậy thôi mà khai nhân khẩu là hỏi ra hết trơn hết trọi luôn. Thiệt tình là một điểm cộng nha. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Kim Cương. Em sinh năm 91. Em làm việc và sinh sống tại Hóc Môn luôn. Quê ngoại em ở Kiên Giang nhưng mà gia đình em là lên đây lâu lắm rồi. Hiện tại công việc của em là quản lý mầm non. Là gần như là chủ nhóm luôn á. Là không có dạy, mình chỉ quản lý về sổ sách trường ốc thôi. Dạ đúng rồi. Nằm ở Hóc Môn luôn. Dạ. Còn em là làm việc ở quận mấy? Dạ hiện tại em làm việc ở quận 5. Rồi dạ. Nguyễn Như Dương, quận 5. Quận 5 biết Hóc Môn không? Dạ biết. Nhưng mà hẹn hò hơi xa, chạy xuống cả tiếng á. Quận 5 mà chạy về Hóc Môn gần cả tiếng á. Là nếu hai đứa hợp thì xa cỡ nào em cũng đi cũng được. Long An em cũng đi được, nó chưa có Hóc Môn. Rồi ok. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Nói chung là cơm nước gia đình là em lo được hết.
Rồi khả năng nói chuyện của em cũng không đến nỗi, nói chung em hòa đồng vui vẻ. Em đang sống với ai, ba mẹ? Dạ, gia đình em luôn. Dạ. Ừ. Rồi nhà đông anh chị em không? Có mẹ thôi, ba em mất lâu rồi. Ừ. Có 6 anh chị em nhưng mà ba người có gia đình rồi. Ừ. Còn mẹ với lại anh kế em với em với mà một thằng em út thì nó đang du học tại Nhật rồi. Có ý định bắt rễ không? Rồi để làm dâu được không? À, em cũng quên là em có một đứa con nữa. À vậy hả? Dạ. Rồi chút xíu mình sẽ nói vô lên nói luôn nha. Không, ý là em đang nói nhân khẩu cho nói nhân khẩu luôn đi. Dạ. Rồi giờ cái tình duyên em sao? Em là mẹ đơn thân. Con em năm nay hơn 5 tuổi rồi. Con hơn 5 tuổi. Dạ, con trai. Con trai. Giờ đang ở với mẹ. Dạ, ở với mẹ với lại ngoại luôn. Rồi ba nó đâu rồi? Từ lúc mà em có em bé á, đến lúc mà nói cho gia đình hai bên biết á, để lo chuyện cưới sinh á, thì lúc đó em cứ nghĩ là có bầu là phải cưới. Nhưng mà mẹ em nói là thôi bây giờ hai đứa quen nhau không có được bao lâu hết, à, bây giờ lỡ rồi thôi cứ để sanh em bé ra đi, xem như thế nào rồi đã rồi mình cưới cũng không có muộn. Đúng là trong quá trình mà em sanh con này kia đó thì thấy cái anh đó không có trách nhiệm, từ cái lúc em sinh cho tới bây giờ là cũng không có lên thăm. Dạ. Lo anh không nhìn con luôn. Có lúc mà thằng bé nó được 1 tuổi thì có lên thăm, mà từ đó đến nay là không lên nữa. Em nhận thấy rằng là không có trách nhiệm đối với con em rồi. Em thì em không quan trọng, em tự lo cho mình được. Mà nếu mà đối với con em không được rồi thì là em dứt luôn. Ừ. Em không quan trọng. Vậy là cũng chưa có làm giấy tờ, không có gì hết. Dạ. À, giấy tờ là coi như là vẫn là còn độc thân nhưng dạ, mà có làm bà mẹ đơn thân. Dạ đúng rồi. Rồi, cũng thằng nhỏ cũng 5 năm rồi. Vậy dạ. Thì 5 năm nay rồi có ai đeo đuổi hay có mối tình nào khác nữa không? Nghe hoàn cảnh thì mấy đầu người ta cũng không có dè chừng lắm chị, nhưng mà về sau ví dụ như thì người ta về người ta cũng phải suy nghĩ rằng cổ có con rồi, để mốt rồi con cổ rồi này kia. Em nghĩ là người ta gặp em xong sau đó là nói rõ với em là giống như là cản trở, đúng không? Có một đứa con là cản trở. Ừ, rồi thôi tạm thời trước hiểu như đó trước đi. Dạ. Cảm xúc của em như thế nào khi nghe câu chuyện của người bạn gái này mới em kể? Thấy cũng tội lắm. Dạ, tại không có trách nhiệm, hai đứa giận nhau thiệt, nhưng mà con thì con cái vô tội, mình phải có trách nhiệm chút xíu trong đó. Ừ. Theo em là không, anh ấy rất là sai. Ừ. Dạ. Nhưng mà em có, ví dụ giờ em có vợ mà vợ đã có con riêng trước rồi thì em có ngại không? Em không ngại, quan trọng là người đó thông cảm mà hiểu em thôi. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 89. 89 là lớn hơn cô này 2 tuổi, em 91 phải không? Rồi, giờ chị hỏi thiệt là công việc em ổn định chưa? Dạ, ổn định rồi chị. Rồi, có để dành dụm tiền để kết hôn, để lấy vợ chưa? Dạ, cũng chút xíu. Lấy vợ mà cô con của còn nhỏ, chắc chắn là cô ở với em là cô sẽ đem con cô theo. Thì em có ngại không? Dạ, không ngại chị. Rồi, rước hai mẹ con về nhà ở luôn phải không? Dạ. Rồi, được. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em mà không khuất, ăn nhậu thì chút xíu, nhưng mà không, nếu mà người yêu gọi điện thì em chắc em hẹn lần sau. Chứ ăn nhậu, em quan điểm em là bạn bè không quan trọng bằng gia đình. Có nghĩa mình chưa có gia đình thì mình đi với bạn bè, còn khi đã có gia đình mà vợ gọi là mình phải bồ gọi là mình phải đứng lên phải không? Dạ. Hẹn bữa nay có việc rồi. Có công hát cải lương nữa. Rồi. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm em không ngủ, em không nằm mơ, mà em không chuyên gia dược trỏ. Chuyên gia dược trỏ hả? Chuyên gia dược trỏ hả? Trời đất ơi. Đôi, ít lắm. Mới nói chuyên gia dược trỏ bây giờ là ít lắm. Dạ, đôi khi em nằm mơ mà ác mộng quá em mới bị vậy thôi. À. Còn không thì em ngủ không có, em chỉ có khuyết điểm là ôm cứ ngắt thôi. Ôm ai cứ ngắt? Nói chung là hồi nhỏ em cứ lớn cũng vậy nữa. Em ôm, em nằm cứ ôm, em ôm cứ ngắt đó, hoặc em không đá cứ ôm xuống đó. Một là ôm cứ ôm cứ ngắt mà hai là đá cứ ôm xuống. Dạ. Rồi mốt ngủ với vợ cũng vậy, một là ôm cứ ngắt còn hai là giật chỏ đá xuống. Sợ chứ chị, chứ đâu phải vậy. Hồi xưa giờ em giật chỏ mấy người rồi? Anh nói hồi nhỏ thôi. À. Dạ. Rồi bây giờ là trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chị, quen được năm chia tay. Lý do tại sao chia tay? Em với bạn ấy không có hợp. Không hợp chỗ nào? Vì lúc nóng lúc nguội em cũng khó biết lắm. Lại đi chơi không có vui vẻ lắm, với em không có cảm giác. Không có cảm giác mà quen tới 1 năm. Rồi ai chia tay? Vậy cô ấy chia tay. Với lại cô ấy nói cũng quen tùm lum la à. Cũng khó. Em thích điều đó lắm. Em không thích. Ừ. Quen một người thôi, đừng quen tùm lum la. Ừ. Rồi chia tay luôn, có một mối tình duy nhất đó thôi. Dạ. Rồi em mong muốn tìm một cái người chồng tương lai là người như thế nào? Dạ, trước tiên là phải yêu thương con em đã. Ừ. Sau đó là tôn trọng, tin tưởng rõ ràng. Ví dụ như là em có một mối quan hệ nào đó là em chỉ có tập trung vô một mối đó thôi. Ừ. Rồi đó, anh này anh cũng mới chia sẻ đó. Bạn gái trước mà tùm quen lum la là anh không thích. Nào một người một phải chung thủy. Em có phải là người chung thủy không? Dạ, có chị. Rồi giờ em còn có tiêu chí gì, yêu cầu gì cho cái người bạn trai của mình nữa không? Dạ, thì nói chung là công việc là phải ổn định, để còn lo được cho mình. Rồi sau này mình đúng có rồi. Gia đình, rồi vợ con nữa. Cái thứ hai đó là phải có chứng kiến chị.
chứ đừng gió chiều nào theo chiều đó. Nói chung với em là cái nhìn đầu tiên nó sẽ quan trọng. Có thiện cảm là sẽ có những lần tiếp theo. Phụ nữ cũng khó, cũng có chuẩn ha. Nhiều khi mình cũng nhìn bằng cảm xúc. Dạ đúng rồi. Nó như thế nào? Cái công việc của em cụ thể nãy em nói gì, nâng cấp không đa gì đó là nâng cấp xe máy. Xe máy là ví dụ cụ thể là em làm gì? Là một phục lên hai phục với nâng sơn xe chị. À, mà là làm cho công ty. Dạ, 8 giờ tới 6 giờ chiều về. Em làm công việc có lâu chưa? Làm được 4 năm chị. Rồi lương ổn định không? Đủ sống không? Dạ, ổn định chị. Ngoài ra có thu nhập gì thêm không hay là chỉ là lương căn bản thôi? Ngủ đêm chị. Thì giờ chưa có ai thì em ngủ đêm cho công ty thôi. À, dạ. Ngủ đêm là có thêm lương. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Dạ, em muốn tìm là người đó thông cảm, hiểu cho em. Vui buồn phải chia sẻ cho em biết. Dạ. Mà bình thường bây giờ chị hỏi thiệt là ăn dạ. uống là ai lo cho em ăn uống? Ăn uống thì em lo chứ chị hai em chỉ nấu, bà nấu sao ăn vậy thôi. Có nghĩa là chị nấu cho em ăn luôn chứ gì? Dạ. Trời ơi, thấy bộ vẻ thiếu ăn quá này nè. Tại em kén ăn lắm. Kén ăn hả? Kén dạ. ăn là kén sao? Trời ơi, phải ăn cho nhiều vô cho mập mạp xíu cho có sức khỏe chứ. Phải có người hối thúc mới ăn nữa chị. Mà có khỏe không? Bình thường khỏe chị. Còn dạ. những cái gì của phụ nữ mà em ghét? Ghét nhất là ngoại tình chị, với cờ bạc. Ngoại tình với cờ bạc dạ. Trời ơi, có ngoại tình cờ bạc không em? Không. Nghe thấy ghê quá, phụ nữ ngoại tình với cờ bạc. Rồi em có đem hình theo không em? Dạ có. Coi coi. Rồi kiếm đi. Có anh ấy ở trọng á. Đó. Có cô trọng á. Trời, cô nào cũng đẹp hết trơn, khó lựa quá. Dạ, chắc là cái anh này. Đâu, cô anh nào? Dạ chắc cái anh này. Sao em chọn anh đó? Thì nãy nói ảnh nó anh hơi ốm, em nghĩ anh này ốm. Đâu là tôi không biết luôn á, thôi để lát hồi hỏi ảnh đi. Nhìn hình lạ quá. Đây, chọn ai? Áo trắng chị. Áo trắng. Lý do tại sao chọn cô áo trắng? Trẻ hơn chị. Trẻ hơn. Đứng kiểu chơi hai cái đũa kiểu quá chị. Hai cái đũa kiểu à, là thích cái gì? Ấn tượng không? Không biết là đúng hay không. Rồi, muốn đúng hay không? Mời các bạn nhìn vào cánh cửa trái tim. Xin mời hai bạn. Rồi, giờ sao? Đúng hay sai? Sai rồi chị ơi. Sai rồi chị ơi. Còn bên kia sao? Đâu hỏi ảnh coi cái tấm hình ảnh coi, chị cũng không biết phải ảnh không nữa. Em chọn tấm này. Hình như sai luôn đúng không? Sai luôn. Nhưng tấm này mới đúng. Đúng rồi, bởi chị cũng thấy lạ sai rồi. Nhưng mà... Rồi, bây giờ sao bị phạt? Em cũng bị phạt nữa đó, bởi vậy hai người trao đổi hình phạt với nhau đi nè. Thì thôi, cùng sai thì cùng sửa chứ không cần phạt. Nhưng mà chị thấy em với ảnh cũng tương xứng với nhau đó. Trời ơi, về rồi ráng nuôi nhau cho nó mập lên chứ thế. Năm cái hít đất liền, thể hiện sức mạnh. Có thể lo được cho mẹ con người ta chứ. Trời ơi, đó. Một, hai, rồi hít sâu dữ ha. Ba, ập mặt xuống dưới luôn nè. Bốn, năm. Rồi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để đôi trẻ trò chuyện với nhau cho kỹ hơn. Em nhờ chị Tường lấy giùm em. Lấy cái gì? Bó hoa. Hoa ở đâu? Hoa ở ngoài chị. Trời, sao nãy vô không đem vô luôn? Tại không shipper nó mới đem lại. Trời ơi, rồi shipper đem qua vô đây. Tặng cho em á. Tặng cho em bó hoa đẹp quá. Cho anh, tối qua 10 giờ em mới đi mua được. Rồi, cảm đây ơn cái em. Cuốn sách này anh có thời gian anh nhớ đọc nha. Em cũng mong rằng là một là anh có thể tìm thấy mảnh ghép của anh là em hoặc là một người khác, ai cũng được nha. Rồi, cảm ơn em. Ơi, mảnh ghép ai cũng được. Tìm mảnh ghép thiếu. Rồi, hy vọng mảnh ghép thiếu hôm nay là cô ấy ha. Dạ. Rồi bây giờ có hoa có quà đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình ăn cho no cái bụng đi. Hai bạn ốm quá. Ăn cho nhiệt tình vô rồi mình vừa ăn vừa tâm sự nhau. Bây giờ tôi mời hai bạn thưởng thức một món ăn cũng rất là đặc biệt của nhà hàng Maria Sài Gòn. Đây là món nghêu Pháp nha quý vị nha. Đây là một cái món ăn mang phong cách châu Âu với vị ngọt từ thịt nghêu và các cái vị béo ngậy từ bơ, sữa. Ăn là vô mọc đó, hình như nhà hàng biết lựa món ăn cho tụi em luôn, nó có bơ sữa luôn đó. Rồi vừa ăn vừa tự tin tâm sự chút xíu, tự quay lại nha. Đó. Anh gấp cho em cho. Dạ. Được rồi anh ơi. Dạ, cảm ơn. Được rồi, đây. Rồi, anh cũng ăn đi. Rồi, em ăn ngon. Anh có muốn hỏi gì về em không? Tại gặp mặt lần đầu không thấy chưa quen hơn thì nói ít. Chứ quen là anh cũng nói nhiều lắm. Nói nhiều nhất đầu quá. Thì chương trình cũng có thời lượng thì giờ anh hỏi đi. Em là cô giáo mầm non. Trước đây thôi, còn hiện tại em làm quản lý. Không có dạy nữa. Đó là lên chức rồi. Mới thôi cũng gần một năm mà. Cũng chưa biết nữa. Em thích gì nhất nguồn chai.
Em hả? Nói chung là cũng không có đặt ra cái tiêu chí gì cao hết. Nói chung là cái thiện cảm từ lúc đầu thôi. Nếu mà có thiện cảm thì sẽ có những lần thứ hai, thứ ba, thứ tư gặp mặt đó. Em không có nói trước. Anh thì không biết điểm anh rất nhiều. Nhưng nói chung là ai cũng có khuyết điểm hết. Đúng rồi. Mình chỉ là chia sẻ cho nhau thôi để mình sửa cái khuyết điểm đó. Chia sẻ nhưng mà anh phải giảm bớt nha. Chứ anh chia sẻ cho người ta gánh giùm anh là không được. Đúng không? Đúng rồi. Hả? Rồi công việc của anh là làm từ thứ hai cho tới thứ? Không, em là có công ty của anh, nó làm suốt luôn. Là chủ nhật cũng làm? Chủ nhật làm luôn. Nhưng mà muốn nghỉ là phải hỏi anh em có nghỉ trùng không? Chứ xe tour được mà đúng không? Không báo trước. Dạ. Còn em nghỉ dễ không? Dạ em cứ có lịch thì em nghỉ thôi. Có lịch em nghỉ thôi. Ăn chưa? Ăn nghêu sữa trứng rồi bơ ăn vô. Mời dạ anh ăn đi, chứ tự nhiên đi. Nó mập. Em sẽ không có ăn rồi thì... Bạn này chưa có gia đình. Dạ. Đôi lúc là đàn ông nữa dễ dãi. Em là phụ nữ rồi đã gãy đổ rồi luôn rồi. Dạ. Quan điểm về cái tình yêu để tiến tới hôn nhân là một cái tình yêu như thế nào? Dạ, trước tiên là phải tôn trọng nhau chị. Nữa là phải biết bao dung nữa. Tại vì cái hoàn cảnh của em là khó lắm. Có gì đâu khó bây giờ. Không, chị. Biết bao nhiêu con người mẹ độc thân bây giờ đâu còn lạ nữa đâu. Đâu còn hiếm nữa. Bây giờ chuyện này nó bình thường lắm rồi. Mình đừng có nghĩ là mình khó hay gì hết trơn. Mình nghĩ vậy là mình khó thiệt. Mình cứ bình thường, thoải mái, nhẹ nhàng. Bây giờ nhiều phụ nữ, nhiều người mẹ đơn thân lắm. Chắc là do suy nghĩ của em. Với là em có nghĩ em là người khó tính không? Dạ có chứ chị. Sau mà một lần mình gãy đổ như vậy, mình khó chịu hơn như những cái chuyện ví dụ như mới gặp có 2-3 lần mà rủ đi vô mấy cái chỗ mà nhạy cảm là em không thích. Ngày hồi xưa chưa thì mình rủ người ta đi đúng không? Đó mới ra bởi vậy. Bây giờ á, mình bị như vậy rồi, mình hiểu, mình biết cái nào tốt, cái nào xấu, mình rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà nếu mình có những cái nhìn quá khắt khe hoặc chưa gì mình đã đánh giá người khác vậy, biết đâu lại là tội nghiệp cho cái người đến sau. Đúng không? Tự nhiên ông nào đâu rồi quậy phá vô, tự nhiên giờ cái khó khăn nó dồn lên cái ông tới sau, tội nghiệp ổng. Biết không? Cho nên là mình đôi lúc mình cũng phải là nhẹ nhàng, thoải mái, mình mở lòng mình ra một chút xíu cho người ta cơ hội thì người ta mới tiếp cận được. Bây giờ anh ta chị Tường có mấy cái lá bài ha. Mình sẽ bóc thăm là mình đọc lớn là những cái yêu cầu trong này rồi mình sẽ thể hiện hoặc là mình sẽ làm theo. Chia sẻ cảm giác của bạn nếu vợ chồng của mình say nắng người khác. Rồi. Nếu như vợ chồng của em mà say nắng người khác thì em sẽ cư xử như thế nào? Em phải coi mức độ đó chị, nhiều khi mới say nắng thôi mà cũng đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu mà em không có phản ứng gì thì em say luôn à? Đó, mình phải ngấm ngầm theo dõi chứ. Rồi thì đó, em làm gì em xử lý chồng em sao? Em nói thử bây giờ nè, em thấy ảnh thấy gì đi làm 6 giờ về mà tự nhiên ngày nào cũng 8-9 giờ mới về. Em rình rập, em thấy có tin nhắn trong điện thoại hay là có cái gì đó nó mờ ám. Rồi em theo dõi em thấy là tối 8 giờ ảnh đang ngồi ăn tối với một cô gái khác. Đó, rồi tối đó về em xử trí thì sao? Dạ thì em cũng mới đầu lúc đó em thấy rồi, em đi theo rình em thấy là đang ngồi với một cô khác. Rồi em về nhà em sẽ chờ về nhà chờ chứ không nhào vô. Đúng rồi, mình văn minh mà chị, đâu có làm ông sầm được. Rồi khi nào mà ảnh về thì em thẳng thắn nói chuyện. Nói sao? Thì em nói rằng là cái nhà kế bên hai chồng mới đánh nhau. Ảnh thấy ảnh cũng hỏi vì sao, kêu là cô vợ bắt thấy chồng của cô ấy ngoại tình. Trời ơi. Đó, em chỉ nói vậy thôi. Em kể anh nghe vậy để anh biết nhà người ta như vậy đó, còn nhà mình là mình phải tự biết giữ gìn. Coi như là mình hăm dọa trước. Dạ đúng rồi. Chứ mình coi thái độ của ảnh. Ông sầm nên làm gì? Rồi thí dụ như em là ông chồng, lúc đó cô vợ cô nói như vậy rồi thì em trả lời em có giật mình không, nhột nhột không? Giật mình chị, sợ thấy mình sợ lắm chị, năn nỉ á. Ủa vậy năn nỉ là mình tự thú hả? Thí dụ mà nếu mà mình năn nỉ là không thì mình phải chịu thôi. Mời món ăn cho người ta, đút cho người ta ăn thì người ta bắt mình thôi. Người ta không nói, người ta nói khéo rồi mình sợ. Nhưng mà mình trong lòng mình đâu có vụ đó. Không có, đi ngồi ăn, đi hẹn hò với cô khác đi ăn mà không có. Thì bạn bè hẹn ăn cứ chuyện bình thường thôi. Trời ơi, bạn bè đi ăn mà rinh rinh đập đập. Thôi để tôi coi. Cũng sợ đó chị. Mày mốt xảy ra tình trạng đó coi xử trí làm sao nha. Rồi bóc đi. Đập lớn lên chị nghe coi. Hai bạn sắp có một đứa con đầu lòng. Hai bạn sẽ chuẩn bị những gì để chào đón bé, hãy tưởng tượng. Rồi, đó, đây chưa có con là tưởng tượng thử coi. Bây giờ nếu trường hợp hai bạn quen nhau một năm, lấy nhau. Dạ. Rồi, vợ bạn bắt đầu có đứa con đầu lòng, bạn sẽ chuẩn bị những gì? Nhất á, là không chuẩn bị là tiền cho bác sĩ á. Thứ hai nữa, tả cho em bé với quần áo á. Rồi. Cho mặt á. Đó, thứ ba nữa là không... là phải hỏi vợ ăn gì để bồi dưỡng. À được vậy thôi.
tiền cho bác sĩ, tả sữa, quần áo, rồi vợ ăn gì. Sao hay vậy, đang tính chuyện của con không có lòi vô vợ ăn gì trong này nữa. Tại không vợ ăn là mổ hoặc đẻ rất là mất sức, phải bầu dưỡng. Quá tâm lý luôn, tôi nhìn tôi thấy ông khờ, tôi tưởng nó ổng ấy, nhưng mà rất sâu sắc nha. Câu hỏi là chỉ hỏi cho con thôi mà tôi trả lời mẹ vô, không có mẹ làm sao có con, đúng không em? Được, tôi thấy cặp này tôi chịu đó. Rồi bây giờ nè, cho em một cơ hội để thể hiện bản thân nè. Trước khi đưa ra cái quyết định có bấm nút hay không, cô này cũng khó tính lắm nha. Bây giờ em tiến qua đây, em nói với cổ vài lời, em muốn nói gì em nói. Sao mà em thuyết phục được cổ? Bây giờ trước tiên là em thích cổ không? Dạ cũng thích, nhưng mà lần đầu chắc em không thật nhát nhát á. Em nhát phải không? Đó, bây giờ chị tạo cơ hội cho em đi qua bên đây. Tự tin lên, ráng qua thể hiện coi, nãy hít đất đồ nó mình cũng mạnh dạn lên. Muốn nói gì đó mình thuyết phục cổ coi. Em cho anh cơ hội gặp gặp nhau để mình hiểu nhau nhiều hơn nữa. Anh thì không, lúc đầu thì anh nhát lắm. Sau quen rồi anh không hết nhát. Mà hết nhát là sao dẫn em đi coi phim thôi. Mà coi phim thì anh thích nhất là coi phim kinh dị, phim coi hài. Nhưng là không có dẫn vô mấy cái chỗ gì mà bậy bạ phải không? Không. Phim kinh dị ma thì anh coi. Có gì nữa? Em có thích kinh dị ma không? Dạ thích. Rồi hẹn hò ở đâu? Hẹn hò thì ổng, nếu mà em không có thời gian á, là ổng gần chỗ em thì anh sẽ qua em. Hẹn em công viên hoặc đi vô mấy chỗ quán phim hóc môn đó để coi. Gì hóc môn? Hóc môn là ở đâu? Hóc môn chỗ em mà. Còn chỗ bạn gái, nếu mà bạn không có thời gian. Còn nếu mà em có thời gian thì anh dẫn em ở quận 3 hoặc quận 6 có nhiều chỗ phim lắm, gặp lớn lắm. Đó. Một câu chốt lại. Em cho nắm tay đi, xin phép. Em xin cho anh, xin phép cho anh nắm tay em làm quen. Dạ. Rồi nắm rồi, giờ mới nói một câu một thôi. Hôm nay gặp em thì anh cảm thấy như thế nào, hay là em là người như thế nào mình nhận xét? Hôm nay anh cảm thấy em dễ thương, hiền lành. Nhưng mà anh thì chưa tiếp xúc nhiều thì anh chưa hiểu rõ về em. Em cũng vậy đúng không? Dạ. Rồi. Dạ thì rồi. Sao? Dạ. Thì sao? Thì chúng mình cho nhau cơ hội để quen nhau. Tự nhiên nói câu đầu không bỏ làm sao vậy trời. Dạ. Rồi được rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn đặt tay lên nút bấm này, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì phải nhấn mạnh nha. Còn nếu mà không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, hết thời gian. Sao em gái không nhấn? Dạ, nói chung là lúc anh nắm tay em là em không có cảm giác gì hết. Ủa, nếu anh không có nắm tay thì có nhấn không? Chắc chắn chị sẽ kêu anh nắm tay, em biết mà. Hay quá, chị đâu có kêu, tại dưới mới quay phim mới kêu, chị không hề kêu. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Buồn chị. Buồn chị dạ. Ha. Thôi thì giờ chị cũng đâu biết nói sao, chị Tường cũng cố hết sức nói giúp vô cho em rồi, em thấy không? Dạ. Nhưng mà này là cái nhân duyên của các bạn, mình cũng phải tôn trọng. Nhiều người ta chưa có rung động thì mình cũng đâu biết sao đâu. Thôi biết đâu giờ mình làm bạn đi, mình ra ngoài tìm hiểu thêm đi coi sao ha. Dạ. Rồi mời hai bạn đứng lên. Hôm nay mình cũng có thêm một cái cơ hội, thêm một người bạn thì mình làm bạn với nhau đi, biết đâu sau một thời gian nữa thì em sẽ cảm nhận được cái hay gì đó của anh này thì sao. Rồi, thay mặt chương trình chị gửi tặng em một món quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, cố gắng lên em nha. Dạ. Không có gì, coi như hôm nay chưa được thì mình thua keo này mình bài keo khác nha cưng. Dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay bà Mai lại thất bại nữa rồi. Ở Tường sẽ cố gắng hơn ở những tập sau quý vị nha. Đây là nhân duyên của họ cho nên họ tự quyền quyết định. Chương trình cũng như các Tường chỉ là tạo một cái nhịp cầu nối để cho họ gặp gỡ và trò chuyện với nhau thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt ở đây. Gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của chương trình. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Trời, anh lẹ sao anh chậm vậy rồi. Và bây giờ chào mừng hai bạn nữ xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời.
bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái thông tin đầu tiên của chàng trai ngồi ở ghế màu xanh. Rồi, xin chào bạn. Mình tên là gì? Dạ em tên là Thanh. Dạ em từ Buôn Ma Thuột ạ. Em đang làm thợ cơ khí ở tại nhà bè. Mình xuống đây được bao lâu rồi, mấy năm rồi? Gần 20 năm rồi chị. Năm nay là mình bao nhiêu tuổi? Dạ 41 tuổi rồi chị. Nói điểm mạnh, điểm yếu của mình coi nè. Em là người tình cảm, ít nói lại hiền. Rồi điểm yếu? Dạ ta ít nói quá, yếu. Ta ít nói quá, yếu. Mạnh dạn lên chứ. Lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Dạ lúc rảnh rỗi thì anh em hay coi chị Cát Tường với anh Tiết Cương mà review mấy chiếc mô tô à. Ôi ta tới đây đi tìm bà Tường hay là tìm gì? Để rõ ràng lý do chứ. Được khi trả lời này tới đây kiếm Tiết Cương. Chứ không kiếm Cát Tường. Trời đất ơi, rồi bây giờ cũng có bạn gái không? Dạ muốn chị. Dạ muốn chị. Mình phải mạnh mẽ lên chút xíu chứ, một lát nữa bây giờ mới gặp có gì Tường với anh Đạt mà đã không nói vậy rồi, còn hồi nữa gặp bạn gái sao nói. Bạn Hồng Thanh đã giới thiệu rồi, bây giờ bạn nữ ngồi ghế màu xanh giới thiệu về mình đi nè. Em xin chào anh Đạt với chị Tường và mọi người đang xem chương trình. Em tên Trâm Oanh, em năm nay 29 tuổi, em nguyên quán ở Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột luôn hả? Giống nhau nè. Chà, có sự trùng hợp nhẹ nhẹ đây hả? Nhưng hiện tại em đang ở Bình Chánh. Do bữa Tết là mẹ em ốm cho nên em xin nghỉ dạy học ở Đồng Nai. Em mới dạy kèm ở Bình Tân. À, là giáo viên. Dạ, em dạy về môn gì? Em thì chuyên văn nhưng dạy được tiếng Anh, toán cấp 1, cấp 2, cấp 3. À, cả mầm non. Trời ơi, giỏi quá vậy. Mà hiền queo. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Điểm yếu của em là em không đi xe máy được. Không biết chạy xe máy. Di chuyển đi làm bằng cách nào? Thì em hay ở trọ gần cái chỗ làm hoặc là làm những nơi mà có chỗ làm. Không có dự định tập đi xe máy luôn? Dạ, nói chung lúc trước là cũng đi được. Nhưng năm 2015 thì anh kia tông ở ngã tư Trần Hưng Đạo Quận Nhất Tông, sợ tới giờ không chạy được nữa luôn. Đi xe đạp được không? Dạ được. Đi xe hơi được không? Cái này phải coi lại. Cái này phải coi lại. Tại em chưa học văn. Ở Buôn Ma Thuột ở khúc nào nè? Đâu em hay nói cho nó thông cổ chút xíu rồi nói cho qua cái cánh cửa luôn. Hỏi coi em ở trên Buôn Ma Thuột ở đâu, có gặp nhà mình không? Hỏi thăm đi. Trời ơi, ổng kêu ổng hò nó hỏi chuyện. Đây nè, để Trâm Oanh hỏi luôn rồi. Trâm Oanh, hỏi đi em. Dạ, anh Thanh, anh cho em hỏi là anh ở xã nào của tỉnh Đắk Lắk vậy anh? Anh ở huyện Rông Bông. À, đường đi Giang Sơn phải không anh? Đúng rồi, đường quốc lộ 27 đi Đà Lạt á. Nhà em ngay chỗ đèo Hà Lam, thị xã Buôn Hồ. Biết chỗ đó không ạ? Chả biết. Biết là sao, cách mình bao xa, gần mình không? À, cách khoảng chừng gần 100 cây vậy. Gần 100 cây. Cùng trên núi là vui rồi. Rồi, bé Oanh. Dạ. Điểm mạnh. Điểm mạnh của em thì tự tin giao tiếp trước đám đông, trước khách hàng của mình. Trọ hả? Dạ không, lúc được em có làm cho công ty nước ngoài. Làm gì, lĩnh vực gì? Em làm bên QC, QA, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Em làm dự thầu cho các công trình. Thời gian rảnh rỗi thì bé Oanh làm gì hay là có sở thích gì không? Em thì thích đọc sách, rồi tâm hồn cũng hơi bay bổng chút, thơ văn. Bây giờ em có thể làm bài thơ tặng cho mọi người đây được không ạ? Bây giờ em tặng cho hai anh chị MC, rồi hai anh hai bên và mọi người đang theo dõi chương trình một bài thơ. Trời ơi, vỗ tay liền chứ ạ. Tôi tìm em. Em tìm ai? Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung, gần nhau mà chẳng yêu cùng. Đơn phương tôi cứ thủy chung một người, trái tim tôi vẫn để dành cho em người vốn vô tình với tôi. Còn em lại đến với người. Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn. Một bông hoa nở giữa vườn, hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa. Thôi thì em đó tôi đây, không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu. Mong em yêu và được yêu. Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư. Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư. Hết rồi. Wow. Sao? Cảm nhận thơ của cổ làm sao? Chưa nghe được gì hết. Chưa nghe được gì hết. Trời ơi, bài thơ. Lát nữa mà xem đọc lại. Bài thơ vương vấn trong bông hoa giữa rừng mà không bay được cái hương của nó hả trời? Rồi bây giờ đến với chàng trai ở ghế đỏ nha. Rồi em giới thiệu lớn nè, em tên gì nè? Lần đầu tiên thì em xin chào chị Cát Tường. Anh ở Bình Đạt. Em họ tên đầy đủ là Nguyễn Khoa Toàn. Năm nay 19/2 chị. Em hiện tại thì sống ở thuộc châu mục Bình Dương. Công việc hiện tại của em thì em là một họa sĩ và chuyên
thiết kế decor quán cà phê và làm sân vườn. Nhưng mà giọng là giọng miền Trung mà. Em là người Huế chị. Em vào Bình Dương thì năm 2013. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em thì một người về tính tình hòa đồng, vui vẻ, năng động và nhiệt tình với mọi người. Về khuyết điểm thì đôi lúc em hơi nóng tính. Cái thời mà trẻ thì bây giờ nó đậm hơn rồi. Ngoài ra thì cũng đôi lúc là hơi nói nhiều một xíu. Nói nhiều là nói về gì? Thì giống như khi mình gặp một ai đó thì mình lấy những cái kinh nghiệm, những cái gì cuộc sống của mình á, thì mình chia sẻ cho người khác. Thì mình nói hơi nhiều nhưng mà đó là những cái điều mình chia sẻ về cái vấn đề cuộc sống cho mọi người. Nói nhiều nó khác nhiều chuyện ha. Dạ. Rồi lúc rảnh rỗi thì mình làm cái gì? Rảnh thì nó cũng ít chị. Vì nhiều khi em làm công trình mà, nhiều khi làm 7 giờ sáng đến 11, 10 giờ đêm, 11 giờ đêm là bình thường. Mình rảnh thì em thường thường đi uống cà phê, xem phim hoặc là đi dạo. Có chơi thể dục thể thao rồi gì không? Em có chơi bộ chị. Buổi sáng em dậy rất là sớm, khoảng 5 giờ hoặc là 4 giờ em dậy tập thể dục thói quen thời sinh viên đến giờ chị. À trời, vậy người khỏe khoắn ha. Mà cái show mấy chấp công trình đó là mà ekip của em là có bao nhiêu người? Những người họa sĩ cùng với em thì có tầm 2 đến 3 người. Để qua có những cái anh về xây dựng, rồi những người em hoặc là người anh về cơ khí, rồi làm quảng cáo cũng có chị. Hai biệt danh gọi là thợ đụng. Đụng đâu làm đó. Dạ. Làm ca sĩ được không? Cũng có anh, cũng hay đi hát rồi giao lưu mấy cái cà phê hát nhau với nhau nghe. Ủa, làm khúc chơi liền với mình đúng không? Đúng cái này được là làm được liền. Ngày xưa đôi ta thường hay mơ vì ngày mai nào ai có ngờ em là nàng công chúa đợi chờ anh một ngày trong xanh. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà vu tan yêu thương ngàn sao. Người ra đi còn duyên anh tranh vành tháng ngày. Lời chia tay câm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai biết đâu. Nghe trong tim đau bao nhiêu thương tan vỡ. Trời ơi hay quá. Wow. Giọng này cũng luyện dữ lắm rồi đó. Đúng rồi, luyện dữ lắm. Rồi, bây giờ cô gái ghép màu đỏ tôi giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Thanh Tuyền. Em đến từ Bắc Ninh, hiện tại em đang ở quận Bình Tân ạ. Em năm nay 34 tuổi ạ. Hiện tại thì công việc của Tuyền là gì? Hiện tại công việc của em thì là kinh doanh online quần áo, thời trang ạ. Tính tình thì em hòa đồng, vui vẻ, mà điểm yếu thì là tính em cũng hơi nóng tính, hơi thẳng tính, không được khéo lắm ạ. Phụ nữ thì nhiều anh thì cũng thích những người dịu dàng, nhẹ nhàng ấy. Nhưng mà tính em thì không được như thế đâu. Thẳng tính, dễ thương. Dạ. Rồi hôm nay buôn bán online được không ạ? Nhà em vẫn bán bình thường tại vì nhà em có khách sỉ á. Vì rảnh rỗi thì Tuyền làm gì? Những cái lúc rảnh ấy thì có đi uống cà phê hoặc là đi chơi cùng bạn bè, đi hát hò du lịch này kia. Em thích đi hát karaoke vậy. Chà, con là cùng chung ý thích dữ nha. Không mấy mình hát khúc luôn đi bên đây cho người ta nghe chứ nè. Vì sao em nhớ anh thế này, tưởng nhớ đông đầy trong lòng bật. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Anh ơi anh có hiểu có hay. Thôi bất ngờ quá vậy. Chúng ta sẽ đến cái tình trường. Bạn trai ngồi ở ghế màu xanh nè. Chị hỏi là mình đã có trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có rồi chị. Kéo dài khoảng 5-6 năm chị. Có một bé gái năm nay là khoảng 13 tuổi rồi chị. Em chia tay bao lâu rồi? Chia tay năm nay là được hơn 10 năm rồi chị. À chia tay 10 năm rồi. Con gái thì hiện tại đang ở dưới. Vậy là em cũng là gà cháu nuôi con luôn. Dạ đúng rồi. Lý do sao chia tay? Nói chung lý do thì em có thể không nói được. Không biết vậy rồi, không nói rồi sao ta biết lý do sao chia sẻ thôi, có gì đâu. Giờ em có người thứ ba. Dạ luôn. Bao lâu thì mình về nhà thăm con một lần? Thường thường thì một năm em sẽ về một lần. Ok rồi, thế bây giờ em muốn tìm một cái người đi tiếp với mình cái đoạn chặng đường sau này là một cái người như thế nào, cái mẫu người em muốn là như thế nào? Hơi ấm ớ một xíu ạ. Lý do tại sao muốn ấm vậy? Nhưng mà nói chung là đừng có mập quá là được rồi. Ừ. Nếu chị vậy là mập không? Chị hơi hơi ạ. Oh no. Chà, hỏi làm chi? Hỏi làm chi để con bé nói thẳng cho bạn. Thằng này không bé. Không có bé. Nói chuyện với phụ nữ mà chết thiệt. Không, chị mi nho nhìn
Mình lem á. Phụ nữ là phải khen họ chứ đừng có mà chị hả mập quá mập luôn à. Tính tình như thế nào? Hơi dễ chịu xíu rồi. Hiền á hả? Nói chung là hay nói chút xíu cũng được, tại vì em ít nói. À, hơi nói chút xíu nhưng mà hiền. Nhưng mà giờ vì cái chính là kiếm cái người sống với mình được cái đường dài. Dạ, đúng rồi. Mập ốm có quan trọng không? Quan trọng là có hiểu nhau không? Ừ. Có chịu cái con người mình không? Ai cũng có cái điểm mạnh điểm yếu đúng không? Trời ơi, giờ này mà còn kén chọn mà ốm với mập nữa. Tôi vậy mà còn chê tôi mập nữa. Chắc tôi giá quá. Tôi tức quá, tôi đi một cặp. Trời ơi. Thiệt tình. Đi diễn thời trang liền luôn hả? Nha, chắc là mong ủng hộ từ trai trẻ đến trai già. Mà hỏi ông nội này không chê tôi là cười. Mập tức chứ. Trời ơi là trời, mọi người nói câu công bằng cho tôi coi. Trời ơi, quá nhìn tôi là beautiful. Quanh em tâm sự về tình trường của mình đi. Có hai mối tình đầu tiên ra pháp luật thì tụi em chưa đăng ký kết hôn, nhưng bên công giáo thì có làm lễ cưới trên nhà thờ rồi. Không biết như nhà... là cũng có một cái đám cưới hả? Dạ, không biết nhà có âm mưu từ trước hay sao á. Nhà gái cưới sau, thì xong đêm tân hôn của nhà gái thì chú rể hốt hết tiền vàng nhà em đi hết luôn, Hả? Ôi da. 7 tháng sau em sinh em bé. Thì sinh xong được 6 tháng thì em giống như bị trầm cảm. Em mới xin mẹ cho em đi làm. Lúc đầu em đi xe được, và bị tài xe và không đi được nữa. Cái chị trong công ty mới nói nếu mà bây giờ có tài xế đưa đón thì một tháng trừ em 3 triệu tiền lương chịu không? Cái anh tài xế này là người miền Tây, cũng đưa đón em đi làm 6 tháng. Xong anh chàng cũng hỏi họ do với mình. Mình từ khi đó cũng tâm sự chuyện của mình vậy. Xong ổng mới nói giờ anh thương em nhưng có thể anh không đem giàu sang cho em, nhưng anh có thể thương em được, em chịu không? Em cũng nói là cho em thời gian. Xong 2 tháng sau thì em đồng ý. Thì nhà họ mới đi miền Tây đem trầu cau lên họ, cưới họ thêm lần. 2 tháng sau em có thai. Khi em có thai thì tháng thứ 8, 10 giờ đêm có một số điện thoại lạ. Rồi em nói phải oan không? Em nói phải, chị là ai sao chị biết em? Đã nói chị thấy em hiền lành quá, ở xa không biết gì hết, chị báo cho em biết. Xong bà nói chồng của em bây giờ hiện tại đang đi chơi dưới Cà Mau á, chị là bạn thân của con bồ của chồng em á. Xong em ngạc nhiên quá trời luôn. Xong bà mới nói là thằng chồng của em nó chơi số đề. Em cũng bất ngờ luôn. Dạ, hiện giờ là em có hai đứa con. Dạ. Mấy tuổi rồi em? Hai bé, một bé là thằng 9 này 7 tuổi, một bé 4 tuổi. Ừ. Quan trọng của em là phải vượt qua khỏi cái bản thân của mình trước. Rồi, sao bây giờ muốn tìm giờ một người tìm như thế mẫu nào? Gì nè? Nếu cùng quê được thì tốt, còn không thì người Buôn Sài Mê Gòn. Thuộc rồi, có Buôn Mê Thuộc rồi. Rồi có công việc ổn định. Có con luôn được không? Có dạ, con riêng luôn dạ, được. Được, tại vì em muốn sanh em bé nữa không? Dạ không, dạ không. Trong đó không? Khó nói thiệt. Nhìn anh này tôi lại thấy anh này khổ. Nhìn qua bà chị này, trời ơi. Rồi, tới em nè. À, tình trường mình thì sao? Thì thời sinh viên thì đến khi lớn lên á thì cũng có quen và yêu hai người. Có quen thì một người bà xã, sống với nhau được tầm 5 năm. Có thể là một phần là tính cách cũng như là một số đồng quan điểm với chị. Ừ. Chưa được thống nhất. Có cháu nào chưa? Chưa chị. À, 5 năm mà chưa có cháu nào hết. Dạ. Cái nguyên nhân chính em nghĩ mà không có giữ được cái hôn nhân đó là cái gì? Tính cách của hai người. Hai người cùng nói chuyện với nhau và đưa ra cái vấn đề để giải quyết với nhau vui vẻ. Rồi, muốn tìm một người như thế nào? Quan điểm của em thì về một người phụ nữ thì hoặc là một người bạn đồng hành với mình á, có ba cái là cá nhân của em thôi. Thứ nhất là tôn trọng nhau. Tôn trọng về lời ăn tiếng nói, hay là tôn trọng về cuộc sống công việc, hay tôn trọng về mọi cái riêng của mọi người, đó là những công việc hay là hoàn cảnh hay là một cái quá khứ. Thứ hai là chấp nhận về mọi việc trong vấn đề công việc hay là cuộc sống, hay là kể cả cái chuyện quá khứ của họ. Và cái thứ ba là cái chia sẻ, tức là sống với nhau là phải chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống, những khó khăn hay là những cái gì mà mình đang sống hiện tại và tương lai. Đó là những lời tâm sự của chàng trai ngồi ghế màu đỏ. Rồi bây giờ tới em tâm sự đi. Em kết hôn được khoảng 9 năm thì em ly hôn. Hiện tại là em ly hôn được 5 năm rồi. Ừ. Nhà em có hai bé, một bé trai và một bé gái.
Hiện tại là bé gái đang ở với em và cháu năm nay 13 tuổi. Và cuộc hôn nhân đó kéo dài 9 năm. Vâng. Vì sao là kết thúc? Thì kết thúc thì nó cũng có nhiều lý do lắm. Để cũng coi như là hai vợ chồng không hợp nữa hết duyên rồi. Không hợp nữa hết duyên rồi. Tan vỡ cuộc hôn nhân đó bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 5 năm rồi anh ạ. Trong thời gian đấy em cũng có nhiều người theo đuổi nhưng em thấy không phù hợp với mình rồi. À, rồi bây giờ cái mẫu hình dạ. Một cái người yêu lý tưởng em như thế nào? Là mẫu người của em thì dáng người thì khoảng cao tầm 1m7 trở lên. Cái quan trọng nhất là phải thật thà, chân thành. Công việc thì phải ổn định. Tại vì đến tầm tuổi như bọn em rồi ấy, nếu mà mình ít tuổi thì mình có thể xây dựng nên dần dần ấy. Còn như tầm như em là em ngoài 30 rồi. Anh bên đấy cũng gần 40 rồi, là em muốn là có công việc ổn định. Nhưng mà mình có sanh con nữa không em? À, dạ em nghĩ là nếu mà kết hôn thì vẫn phải sinh con. Hỏi ý kiến người thân đi hả Tường hả? Ừ, rồi bây giờ mời hai em gái nãy giờ cười tủm tỉm hoài nè. Em xin chào anh chị Cát Tường, anh Minh Đạt và tất cả các anh chị ngồi đây. Nãy giờ em nghe anh chị tâm sự thì em thấy hai anh thì cũng được, nhưng mà hình như không cao như chị đấy mong muốn. Hàng gì cười không, nhưng mà có da có thịt mà, không ốm không gầy mà. Mới cả em thấy hai anh bên này cũng được, nhưng chủ yếu là xem chị ấy có cảm tình hay không ạ. Nhưng mà theo em thì chị sẽ thích hợp với là anh ngồi ghế màu xanh hay màu đỏ hơn? Theo em thì chắc chị đấy thích anh màu đỏ hơn, tại vì cũng hay đi hát ý. Rồi, chào anh bên đây ạ. Rồi anh. Giờ đi ủng hộ bạn Toản. Toản, anh hôm nay nhận xét sao về chương trình mình hai cô gái bên kia sao anh ạ? Thì nói chung như theo mình nhận xét thì mình cảm thấy Toản cũng đủ điều kiện có thể kết hôn được. Tại Toản cũng có đất nhưng mà chưa có nhà. Theo ý thì có cái vấn đề là không đủ cái thước tắc mà theo bên đây yêu cầu thôi. Yeah. Chứ sự thật thì hai người, người kinh doanh, người thì đi có cái nghề vậy rồi, cảm thấy có thể kết hôn sống được ok. Dạ. Thấp hơn chút xíu nữa anh ạ, nhưng mà đừng có thấp quá. Không biết khi nào gặp thì tính đó. Cái này nói chung thì sáu mấy cũng được đi. Nói chung thì cáo lùng gì mình đã trải qua những cái mối tình như vậy rồi, giờ gặp người lùng xíu thôi nhưng họ tốt mình cũng vẫn tôn trọng, y như 1m7 thôi. Hay. Người ta thiếu cái này người ta bù lại cái khác thôi. Dạ. Chứ được không quan trọng, giờ 1m7 mà như vậy là có chịu được không? 1m9 là như vậy em cảm thấy vui không? Ai cũng làm chủ hết ha, tự do. Đúng rồi, ha. Vậy là có thể cuộc sống nó hạnh phúc, nó có thể kéo dài được. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rất là ngắn gọn, xúc tích. Và bây giờ thì để cho hai bên gặp nhau nhé. Mở cửa trái tim. Thì Hoa có tặng không? Chừng chờ gì nữa, hay thế thì mời anh ở sân trước. Anh đâu có tặng gì đâu mời. Ủa thì mở tượng ra cái có 4 bức tượng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ trò chuyện với nhau trước nha. Khi mà mở cửa trái tim ra thì không biết là hai chàng trai của mình là mình phải trả lời trước nha. Đàn ông là mình phải chủ động nha. Cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Về cảm nhận thì của hai bạn nữ thì bạn nào cũng xinh và dễ thương, và cũng có cá tính riêng hết. Và hai bạn là cái người từng trải và tự lập, và cũng có nhiều kinh nghiệm về công việc, cuộc sống và nhiều thứ. Bạn được có yêu cầu một bằng nam trên 7 thì mình hiện tại là mình 63. Nhưng mà mình luôn luôn mình nói với bản thân mình là chiều cao là nó tính từ tầm mắt trở lên. Đó là quan điểm của mình. Oh, câu trả lời rất hay. Chiều cao là phải tính từ tầm mắt trở lên. Nhưng mà đúng rồi, như anh nói, quan trọng là cái tầm nhìn từ mắt trở lên như anh nói. Thì điều đấy là điều đương nhiên anh ạ. À. Dạ, thế chàng trai bên này cảm nhận của mình như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ, em không có cảm nhận gì ạ. Thì trong người mình thấy như thế nào, mình phải có phát biểu chứ. Cùng quê kìa, buôn mê thuộc với nhau mà. Bé cũng dễ thương mà, hiền lành mà. Nói gì không nghe. Thì cũng xinh đẹp nhưng mà em... Đây, có nói gì em không nghe. Nói lớn lên cho người ta nghe, ok. Em chưa có cảm nhận gì ạ, em chưa có cảm nhận gì ạ. Trời, ông nói phải đợi người ta bấm mồi cho nên mới nói được nữa. Còn hai bạn nữ của mình thì như thế nào ạ? Em thấy thì hai anh cũng dễ thương, cũng nhìn cũng có vẻ là hiền lành thật thà. Nhưng mà anh áo xanh thì hơi ít nói, mà mình đàn ông thì mình nên chủ động hơn,
tất cả mọi việc, nhất là trong chuyện tình cảm, là đặt em nghĩ đàn ông phải đủ chủ động, lúc nào cũng phải chủ động. Đó là chưa kể về, đừng nói chuyện về tình yêu, đó là về ngoại giao cũng vậy, chỉ nói về ngoại giao thôi. Chúng ta là những người rồi đã trưởng thành thì ít nhất nó cũng phải có cái quan hệ ngoại giao nó tốt một chút xíu mới thành công được trong mọi thứ. Không biết có đến với nhau sau này không, nhưng mà ví dụ như là anh mở rèm ra gặp hai chị em nhà em thì cũng có lên cũng nói một vài điều gì đấy. Còn chơi mập nhưng mà huống chi tụi em, trời ơi. Em lúc mà nói chị đừng mập, em bảo là thôi hai chị em mình là mập hơn chị Cát Tường ở đây không có cơ hội đâu. Có đâu. À, còn em gái thì sao? Còn em cảm thì xúc sao? Của em như thế nào? Em thấy hai anh cũng có vẻ hiền. Không hiền bằng em đâu, em hiền nhất. Dạ đúng rồi, ở đây là em nhất. À bây giờ thì hiền trong... cũng đẹp trai mà. Trong cái chương trình của mình á, thì hôm nay một chương trình cũng rất là đặc biệt, khi mà bốn người ngồi ở đây đều là bốn bạn đã có những cái sự đổ vỡ trong cái hôn nhân, thì chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Tường chị nghĩ rằng là mình sẽ trò chuyện một cái vấn đề gì đó nó hơi sâu hơn một chút xíu. Thì cái điều gì đối với tụi em là quan trọng nhất? Kinh tế, tiền bạc tụi em có muốn chia sẻ với nhau hay không, hay là nó là những cái tài sản trước hôn nhân? Mình mong muốn á, với cá nhân á, thì mình muốn một người đó là năng động, gọi là biết tự lập. Vì bản thân mình có thể là cái người tự lập lúc 15 tuổi đã rời xa gia đình. Mình kiểu như bây giờ như độc thân vậy. Ba mẹ mình thì mất ở đây 4 năm, anh chị để có gia đình hết rồi. Bây giờ mình làm là mình cho bản thân mình thôi. Để kinh tế thì mình tự lo một mình thì nó còn dễ thở hơn so với hai bạn nữ. Hai bạn nữ là hai bạn chân yếu tay mềm mà phải lo cho bản thân, rồi lo cho con cái, có thể lo cho gia đình. Còn với bản thân em thì em một mình của em thôi, nên em thoải mái. Còn khi sống với nhau thì nói chung là sống là phải làm việc, phải gọi là tự cày. Để khi đến với nhau thì cái chuyện con cái là một cái chuyện một phía về mặt tình cảm, nhưng cái chuyện tài chính thì mình có thể đồng nhất, làm sao để cho nó dung hòa. Em chỉ cần người phụ nữ hiểu rằng anh có thể làm tháng 15, 20 triệu hay 30 triệu thì mình sẽ đưa khoảng 70%, 60% cho gia đình. Còn 100% để đây là mình giao tiếp công việc với mọi người. Bây giờ cái đoạn chưa cưới, đoạn đang yêu, đang tìm hiểu á, rồi đi chơi, đi du lịch gì đó, rồi lúc đó tiền nó ai trả? Theo quan điểm của người châu Á thì đương nhiên là người đàn ông là người chủ động. Nhưng mà em thì cũng một phần châu Á, một phần châu Âu. Tức là đàn ông là chủ động, mình chi trả những cái đó. Nhưng mà khi mình hiểu nhau á thì mình có thể chia sẻ nhau. 90% là đàn ông chủ động. Đó là khi mà mới quen, mới tìm hiểu thì đương nhiên chủ động rồi. Chứ đừng để phụ nữ ra tiền thì lúc đó ngày mai chắc tin nhắn hoặc điện thoại lắm bao nhiêu nghe nữa. Vậy là em hiểu vấn đề kinh rồi nghiệm, đó. Kinh nghiệm ấy. Kinh nghiệm. Rồi còn em chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình như thế nào về những cái vấn đề nãy giờ mình đang nói. Nếu về chuyện tiền bạc thì em hơi thoải mái. Thì bình thường trong nhà em là gia đình em hồi trước, ví dụ lúc mà ở với vợ con thì trong nhà tiền bạc là vợ quản lý hay em quản lý? Dạ. Hình như là em không biết tới chuyện tiền bạc. Chứ không có chừa lại 30 giống anh này hả? Dạ không. Ủa rồi tiền đâu em xài lặt vặt rồi em đi đây đi đó? Em xài thì em hỏi. À, lúc cuộc hồi đó lúc mà ly dị có chia tài sản gì không? Dạ không, em không có lấy gì hết. Có lấy đứa con mà làm lấy gì chứ? Không, đứa con là em lấy. Thoải mái luôn. Rồi đi, bây giờ quan điểm phương Tây, phương anh này anh nói là châu Á với là châu Âu, châu Mỹ gì đó, giờ em châu gì? Dạ em á, em người Việt Nam ạ. Người Việt Nam. Dạ. Chắc lên châu đốc quá đi chùa bà. Người Việt Nam là bây giờ đi chơi rồi tình phí là ai trả? Dạ em chịu hết ạ. Không cho bạn gái hùng luôn. Nếu bạn gái muốn hùng thì hùng, còn không hùng thì thôi ạ. Muốn hùng không hùng thì khỏi đi phải không? Không biết là suy nghĩ của hai em như thế nào ạ? Đó là của hai anh rồi đó. Rồi. Suy nghĩ em thì nếu mà đến với nhau ấy, kể cả là mình kết hôn lần một hay lần hai hay nhiều lần đấy thôi. Thứ nhất mình phải chân thành, mới thấu hiểu nhau, mình ở được với nhau. Cái vấn đề mà đi chơi mà bạn gái phụ thêm tiền ý, nhưng mà mình mời thôi, nhưng đa số đàn ông cũng phải trả tiền. Không bao giờ là phụ nữ trả tiền. Quan điểm của em là ai quen em hoặc là bạn bè là con trai là phải thanh toán. Còn tất nhiên là đến lúc mà người ta lấy mình về rồi, người ta còn có cả mình, có cả những cái đấy rồi, sẵn rồi. Thì cái đấy là kiểu như em nói là người ta tìm hiểu mình, người ta phải làm như vậy. Chứ không như bản thân em là đặc biệt, không bao em sẽ chi đồng nào ra những cái khoản tiền đấy hết. Chính xác. Rất rõ ràng. Chị chia sẻ với em luôn, cách đây tuần lễ chị mới pass một người, lý do là chị mời đi ăn ra, có bạn chị ngồi ăn xong tới hồi tính tiền để chị trả tiền. Đúng rồi. Tôi có thể trả tiền cho đúng bạn rồi. Bè của tôi, em út của tôi nếu kêu tôi bằng chị thì tôi sẽ trả tiền. Còn ai mà tôi đã kêu bằng anh rồi mà để tôi trả tiền là pass. Đã kêu bằng anh rồi mà để tôi trả tiền là pass. Đã kêu bằng anh rồi mà để tôi trả tiền là pass. Quan điểm của em thì ví dụ em đi ăn cùng các em nhà em ấy, thì em có thể thanh toán hết cái bữa ăn đấy, mấy triệu hay bao nhiêu cũng được. Nhưng mà riêng em bạn trai mà bảo là
trả tiền hoặc là chia phần trăm như các bạn trẻ hiện tại là em không bao giờ có vấn đề đấy. Đúng luôn, tôi là người phụ nữ Á Đông như quý vị. Nhưng mà trai trẻ tôi vẫn trả tiền nha. Trai trẻ tôi vẫn trả tiền nha. Trai mà tôi kêu bằng anh là không có cửa nha. Mà trai trẻ tôi vẫn trả tiền. Kêu tôi bằng chị là tôi trả tiền. Quan điểm của các bạn trẻ bây giờ là hay chia, em nghĩ là không lên. Các bạn nữ mình sinh ra mình là phụ nữ, mình phải được ưu tiên. Người ta quen mình là người ta phải chi ra những cái khoản đấy là chuyện bình thường. Em nghĩ là như các em trẻ không nên phải chi tiền những cái vấn đề đấy. Đó. Mình để chi vào cái việc khác. Cô gái hiền dịu nhất là hiền quá trời. Mình tìm xài chung xài riêng thì cái anh đó đi, anh đi làm tháng ví dụ 30 triệu, anh nói là giao cho em hết 30 triệu, em không có cầm, em chỉ cầm 20 triệu đủ chi tiêu trong nhà những thứ gì đó thôi, để cho anh đó cầm 10 triệu giả dụ ra đường xe hư đổ xăng hay là gặp bạn bè mời cà phê, chứ chẳng lại đang xe hư ngoài đường chạy về mà em ơi đưa tiền ra sửa xe. Thì có nghĩa là nó khoảng giống như bạn này nói là coi như là vợ giữ 70 được rồi, còn 30 chồng giữ để chi tiêu. Có nghĩa là em tự nguyện đưa cho anh đọc chứ không có để anh đọc phải là ở anh đưa em 70, anh giữ em. Nhưng mà em cũng đừng có tin vậy, ta đưa em 70, ta đưa em hết 100 đó, nhưng mà ta cũng có nhiếm bớt mớ rồi. Hả? Chuẩn chưa? Chỉ mà không chuẩn ai chuẩn thôi, trời ơi trời. Cho nên đôi lúc người ta đưa nhiêu lấy hết thì em không cần đưa tiền cho vợ không bao giờ là đủ đâu em ạ. Đưa bao nhiêu cũng được, đưa càng nhiều càng tốt. Mình đừng có xoáy vô vấn đề quỹ đen quá nhiều được không ạ? Ở đây tôi nhọt quá. Rồi, thôi bây giờ thì chúng ta cũng đã thật sự thì các bạn là quá lớn rồi. Các bạn muốn làm gì thì các bạn làm. Mình cũng như lịch sự bước sang và nói vài lời cho cái buổi gặp mặt ngày hôm nay, rồi chúng ta về vị trí mình để mà bấm nút hẹn hò. Rồi, bạn trai ghế đỏ đi trước. Hiện tại thì mình có bó hoa thì ở đây thì mình nghe câu chuyện giữa hai bạn nói về cuộc đời của bạn, thì đây là mình tặng bó hoa này là để một phần là về mặt tinh thần cũng như là một cái phần để giúp cho bạn tốt hơn trong cuộc sống. Sau này mà mình có bấm hẹn hò nhau thì ra ngoài thì còn nhiều chuyện để bàn hơn trên này nhiều, thì mình xin phép được tặng bạn ghế xanh bó hoa với mong muốn là cuộc sống và mọi thứ của bạn nó trở nên tốt hơn. Bạn ấy nói đúng đó em, mở lòng ra đón thêm những cái mối quan hệ. Cảm ơn anh. Rồi có nhắn nhủ gì bạn ghế đỏ không ạ? Thì bạn ghế đỏ mình cũng có nói là về tính cách và một số cái thì nó có thể là tương đồng về cái thông tin thôi. Mình cũng thích cái cá tính và cái quan điểm của bạn cũng như là mọi vấn đề bạn chia sẻ. Hiện tại thì nói chung hai bạn thì bạn nào mình cũng thấy là rất là xứng đáng để có những cái điều tốt đẹp hơn. Đến đây được không? Trời, em muốn làm gì em làm, em lớn rồi mà em có quyền chứ. Hôm nay mình rất vui được biết hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Hôm nay mình rất vui được biết hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Trời ơi, ông lịch lãm cuối cùng luôn á, nhất định thì luôn á. Ông quý ông nhớ không? Mời em về vị trí. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Đặt tay lên nút bấm, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Bây giờ các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Bình thường trong nhà em là gia đình em hồi trước, dù lúc mà ở với vợ con thì trong nhà tiền bạc là vợ quản lý hay em quản lý? Dạ, hình như là em không biết tới chuyện tiền bạc. Tháng ví dụ 30 triệu, anh nói là giao cho em hết 30 triệu, em không có cầm, em chỉ cầm 20 triệu đủ chi tiêu trong nhà những thứ gì đó thôi, để cho anh đó cầm 10 triệu giả dụ ra đường xe hư đổ xăng hay là gặp bạn bè mời cà phê, chứ chẳng lại đang xe hư ngoài đường chạy về mà em ơi đưa tiền cho anh sửa xe. 4 Em thì cũng một phần châu Á một phần châu Âu, tức là đàn ông là chủ động, mình chi trả những cái đó, nhưng mà khi mình hiểu nhau á thì mình có thể chia sẻ nhau. Suy nghĩ em thì nếu mà đến với nhau ấy, kể cả là mình kết hôn lần một hay lần hai hay nhiều lần đấy thôi, thứ nhất mình phải chân thành, mới thấu hiểu nhau, mình ở được với nhau. 3 2
1 và bấm. Bấm ạ. Hết thời gian. Thì chúng ta có một cặp đôi. Xin một chào các bạn. À, tôi nghĩ thì tôi cũng không cần phỏng vấn anh này đâu. Đã, mời ra luôn đi. Một bước khởi đầu đi ạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay, nắm gì chéo bên gì đứng. Tay đứng đó. Để đứng kế bên đó rồi. Đó. Rồi. À, thật ra là ngày hôm nay cũng rất là vui. Chị nghĩ rằng đây là một cái chàng trai cũng rất là đặc biệt. Chị cũng đánh giá cao cái sự tinh tế của em khi em đưa ra cái nút bấm. Còn riêng em gái là chị vẫn một câu nói cũ với em là hãy buông bỏ tất cả mọi thứ muộn phiền. Tối nay về ha, ngồi trầm tư lại suy nghĩ những cái gì ngày hôm nay mình đã chia sẻ. Em rất là đẹp, còn rất là trẻ, dễ thương, thùy mị. Tương lai còn dài, không mắc gì vì những cái chuyện cũ mà nó làm u ám cuộc đời của mình. À, hai bạn này ngày hôm nay là chưa có may mắn ha, mình chưa chọn được một nửa yêu thương của mình. Thì Tường cũng xin chúc cho tất cả các bạn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc và sẽ sớm mà có được một nửa. Rồi, nhưng mà trước tiên hôm nay khoảnh khắc này là khoảnh khắc nắm tay nhau. Nắm tay chứ, sao buông ra vậy? Rồi. Rồi. Kính thưa quý vị, cặp đôi mà bấm nút thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà. Đó là một cái gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và chương trình xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho các bạn đây, nha. Tặng cho em. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Sweet Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi những ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Sweet Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Sweet Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Sweet Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn nhé. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Và chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.